Chào anh chị, Suzuki Ciaz, mẫu xe bán ế nhất phân khúc sedan cỡ B, bán ế nhất trong các dòng sedan tại Việt Nam và cũng như bán ế nhất trong tất cả các dòng xe du lịch tại thị trường Việt Nam. Và cái nguyên do nào để chiếc Suzuki Ciaz, một chiếc xe thương hiệu Nhật, nó được như thế này, nhìn cũng đẹp mắt đúng không anh chị, mà nó lại ế như thế? Thì trong video ngày hôm nay em sẽ chia sẻ đến anh chị những cái lý do mà dẫn đến cái Suzuki Ciaz này nó bán ế như thế. Chào mừng tất cả các anh chị đã đến với kênh YouTube của em Minh Suzuki Đồng Hiệp Long An. Suzuki Ciaz là một mẫu xe sedan ở phân khúc cỡ B. Và những cái anh chị khách hàng mà mua xe ở phân khúc sedan cỡ B á chị, thì đa phần là những khách hàng lần đầu mua xe. Và đối với những khách hàng lần đầu mua xe như thế thì anh chị mình luôn luôn xem cái thông số kỹ thuật và xem trên mạng đó. Thì đối với cái xe Suzuki Ciaz này so với những cái đối thủ khác trong cùng phân khúc, ví dụ như là Accent, Vios, City, Soluto, Astray hay Mazda 2, thì khi mà anh chị mình xem thông số ấy lý thuyết thì anh chị mình sẽ không có hiểu được hết chiếc xe này. Và với một cái thông số về mặt lý thuyết trên lấy giấy tờ nó thua thiệt so với những cái đối thủ như thế, nên là Suzuki Ciaz nó bán rất là ế anh chị. Đó là một cái lý do mà em nghĩ là cái lý do chính để dẫn đến việc cái Suzuki Ciaz này nó bán ế như thế. Đầu tiên thì khi anh chị mình đi mua xe lần đầu á, thì anh chị mình sẽ quan tâm tới cái kích thước chiều dài tổng thể là dài rộng cao của chiếc xe. Thì Suzuki Ciaz này nó sẽ có một cái kích thước dài tổng thể không có vượt trội hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Nhưng có một cái chỉ số mà nó rất quan trọng mà hầu như tất cả anh chị mình mua xe lần đầu thì không có ai quan tâm về cái chỉ số này cả, và cũng không ai biết cái chỉ số này là cái gì. Thì đó là cái chỉ số về kích thước chiều dài trục cơ sở. Chiều dài trục cơ sở này nó tính từ đâu tới đâu anh chị? Chiều dài trục cơ sở nó sẽ tính từ tâm bánh trước đến cái tâm bánh sau đây anh chị. Đó. Thì nói nôm na cái chiều dài trục cơ sở này là cái sườn xe đó anh chị. Là cái sườn, Ciaz nó sẽ có cái sườn dài nhất phân khúc nha anh chị. Chiều dài trục cơ sở của Ciaz lên đến 2m650. Và ở trong cùng phân khúc các đối thủ khác thì đối thủ nào dài nhất thì chỉ 2m620 thôi. Đó. Và cái việc mà chiều dài trục cơ sở anh chị nó dài như thế thì nó sẽ được cái lợi thế gì? Cái lợi thế thứ nhất là nó sẽ cho chiếc xe này anh chị, khi mà nó di chuyển ngoài đường á, anh chị nhìn chiếc xe này di chuyển rất là đẹp mắt, với một cái dáng rất là trường xe. Và với kích thước dài rộng cao nó phù hợp, và một cái trục bánh xe nó dài như thế thì nó sẽ ra dáng sedan nhất. Những cái chiếc xe sedan đó anh chị, nó càng dài nó càng ra dáng sedan và nó càng đẹp. Và đây là một cái mẫu xe mà khi nó lăn bánh chạy ngoài đường thì trong phân khúc hạng B thì em đánh giá chỉ duy nhất cái con Ciaz này nó ra dáng sedan nhất trong các dòng xe thôi. Đó. Và ngoài cái việc mà khi mà di chuyển ngoài đường nó ra dáng sedan nó đẹp mắt, thì cái kích thước chiều dài trục cơ sở này nó còn ảnh hưởng tới yếu tố là độ rộng rãi của nội thất. Đó, cái kích thước chiều dài trong cơ sở nó càng rộng thì nội thất nó càng rộng nha anh chị. Đây, anh chị quan sát giúp em không gian nội thất của Ciaz. Mặc dù chỉ là một cái sedan ở phân khúc cỡ B thôi, nhưng mà nó có một cái độ rộng rãi của không gian nội thất rất là tốt anh chị. Đây. Đó, anh chị thấy không? Độ ngã lưng ghế rất tốt, không gian nội thất rất tốt. Và với cái không gian nội thất như thế này thì nó ngang ngửa với lại cái con Hyundai Elantra mà em đang đi anh chị. Em đang đi Hyundai Elantra là ở phân khúc sedan cỡ C. Và cái xe đó là cái xe của em đang đi nha anh chị. Em ngồi nó hàng ngày. Mà khi mà em leo vô chiếc Ciaz này thì em rất là giật mình về cái không gian nội thất của cái con này. Nó làm rất là tốt và rất là rộng rãi. Đó. Và tại thị trường Việt Nam anh chị, thì Suzuki Ciaz nó còn được đặt ở phân khúc sedan cỡ B. Nhưng mà ở cái thị trường nó bán tốt nhất anh chị là thị trường Ấn Độ, thì Suzuki Ciaz nó lại được đặt đến cả phân khúc C đó anh chị. Tại vì chiều dài trục cơ sở đã vượt ra khỏi giới hạn của một cái xe hạng B rồi. Đó. Rồi.
Ngoài ra thì khi mà nhìn vào cái thông số lý thuyết trên mặt giấy tờ thì Suzuki Ciat chỉ sở hữu cái khối động cơ 1.4 lít kết hợp cùng hộp số AT 4 cấp thôi. Đó, thì đầu tiên nói về động cơ thì vì sao Suzuki Ciat chỉ làm cái máy có 1.4, nó mang lại cái điều gì? Đó, thì nó sẽ mang lại cái mức tiêu hao nhiên liệu rất là thấp anh chị. Đây, ngoài đô thị 4,72 lít trên 100 cây, trong đô thị 7,65 lít và kết hợp chỉ có 5.5,79 lít thôi, là một trong những cái mẫu xe hạng B có mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất. Rồi, vì sao sử dụng hộp số AT 4 cấp mà không có sử dụng những cái hộp số khác, ví dụ như hộp số AT 6 cấp hay là CVT như những cái đối thủ khác còn lại trong cùng phân khúc? Trong phân khúc sedan cỡ B này đó chị, thì duy nhất hiện tại chỉ còn có Ciat là xài hộp số tự động 4 cấp thôi. Thì cái ưu điểm của cái hộp số tự động 4 cấp này thì nó sẽ ít cấp số và nó sẽ cho một cái mức độ di chuyển rất là linh hoạt, và khi mà anh chị mình đạp thốc ga thì số nó sẽ trả về rất là nhanh và nó sẽ kéo cái xe lên tăng tốc tốt và nó không có bị độ trễ chân ga. Đó. Và mặc dù đây là hộp số AT 4 cấp nhưng mà tại từng cấp số đã được tinh chỉnh rất là tốt rồi, nên nó cũng sẽ không kém cạnh gì đo so với những cái hộp số 6 cấp. Và với cái động cơ 1.4 này anh chị, thậm chí là động cơ 1.5 luôn, khi mà trang bị hộp số 6 cấp á thì cái việc mà lên xuống cấp á, nó sẽ mất quá nhiều thao tác, dẫn đến là những chiếc xe ở cái động cơ 1.4 hoặc 1.5 mà sử dụng hộp số AT 6 cấp á, nếu mà anh chị đang đi thì anh chị sẽ thấy rằng là cái mức độ trễ chân ga của nó rất lớn. Khi anh chị mình dậm sâu chân ga thì nó mất khá là nhiều thời gian để trả về số nhỏ anh chị, để nó tăng tốc lên. Đó, nhưng mà với động cơ 6 cấp thì khi mà lên những cái giải vận tốc cao thì nó sẽ mượt hơn. Đó, và ở Việt Nam thì mình đó anh chị, thì đi vận tốc cao thì cao nhất thì chỉ có lên cao tốc Long Thành Dầu Dây thì đạp được 120 thôi. Còn bình thường anh chị chạy dưới quốc lộ hay là đường bình thường thì cũng đâu đó cũng 80-90. Nên là cái việc mà hộp số 4 cấp hay là hộp số 6 cấp ấy, thì nó cũng không có cái gì là khác biệt lắm. Nhưng mà khi anh chị mua xe lần đầu, anh chị mình nhìn vào cái thông số đó, anh chị mình thấy 4 cấp, sao nó cùi quá không mua. Đó, thì đó cũng là một cái lý do mà dẫn đến việc cái Suzuki Ciat này nó bán ế anh chị. Đó, là người dùng á, họ quá chăm chăm vào cái mặt lý thuyết mà họ không có đi trải nghiệm mà xem xe thực tế. Đó, và những cái anh chị mà mua xe Suzuki Ciat á, thường những anh chị rất là lành về xe. Đó. Rồi. Tiếp đến thì cái Suzuki Ciat này nó còn cái gì hay thế anh chị? Hả? Một cái hay nữa của cái Suzuki Ciat này là cái vô lăng mang lại cảm giác lái rất là tốt và độ chính xác rất là cao. Và cái điều này thì những cái dòng xe Hàn Quốc đó anh chị, nó sẽ không có được như là những cái dòng xe Nhật Bản. Đó. Và Ciat cũng là cái mẫu xe duy nhất ở trong phân khúc này trang bị sẵn cái màn hình Android với cái mã là Lenovo D2 kết hợp cùng camera hành trình Vietmap V5. Thì với cái bộ này thì nó cũng sẽ có rất là nhiều chức năng, như là cảnh báo giao thông bằng bản đồ Vietmap X1. Đó, ở đây cái camera này nó sẽ có cái chức năng là cảnh báo va chạm trước, cảnh báo lệch làn, nó cảnh báo xe phía trước di chuyển trong cái gói cảnh báo an toàn ASDS. Đó. Và cái màn hình Lenovo này nè anh chị, rất là xịn sò nha. Nếu mà màn hình này anh chị mình ra ngoài lắp thì đâu đó nó cũng phải 12 13 triệu. Đó, này là Lenovo. Lenovo sản xuất cho Suzuki để gắn vào trong cái xe Suzuki Ciat. Đó. Và ngoài ra thì không gian nội thất của Ciat anh chị, nó cũng có những cái rất là hay. Giống như là cái che lại cái hộc đựng chai nước nè anh chị. Đựng bóp, đựng điện thoại nè. Thì ở đây nó có một cái đầu che lại. Thấy không? Thì nhìn không gian tổng thể của nội thất rất là đẹp mắt. Đó. Và tiếp đến thì Suzuki Ciat được trang bị một cái bộ ghế da. Mặc dù anh chị mình thấy da nó nhăn như thế, thì lý do vì sao da nó nhăn như thế anh chị? Thì đây là một cái dòng xe mà nó có cái chất liệu da ghế khá là tốt. Đó. Và việc và chất liệu da ghế tốt á, thì để mai thẳng thớm một cái ghế anh chị rất là khó, nên là nó sẽ bị hơi bị nhăn ở chỗ này. Nó sẽ cái tính thẩm mỹ nó sẽ hơi thấp một xíu, nhưng mà được một cái là ở trong phân khúc này thì cái da ghế của Ciat thì theo em đánh giá là cái da ghế mà tốt nhất trong phân khúc hiện nay. Đó, thì đó là những cái mà khi anh chị mình đến trải nghiệm trực tiếp tại showroom và anh chị mình đi xem qua rất là nhiều mẫu xe rồi thì anh chị mình mới nhận biết được. Đó, chứ khi mà anh chị mình coi thực tế trên lý thuyết anh chị thì anh chị thấy xe A ghế da, xe B ghế da, xe C ghế da, thì anh chị cứ tưởng đâu là ghế da nào nó cũng giống ghế da nào, nhưng mà không phải anh chị. Da thì nó sẽ có da xịn, da giảm, nó có simili, da tổng hợp, da thiệt, nó da công nghiệp đủ loại hết. Đó. Rồi, ngoài ra thì cái xe này anh chị nó có một cái lợi thế nữa so với những cái đối thủ khác trong cùng phân khúc, là nó sẽ có một cái khoảng sáng gầm có thể gọi là lớn nhất nhì trong phân khúc.
lên đến 160mm trên cái con CS này, và ở trong con cúp sedan hạng B á, thì cái xe mà có khoảng sáng gầm cao nhất là Mitsubishi Outrage với 170mm nó, nhưng mà 160 với 170 thì cũng không khác biệt nhiều anh chị, và sedan thì nó phải thấp thấp thôi chứ cao quá thì nhìn nó lại không đẹp đó. Thì đó là thêm là một cái ưu điểm nữa. Rồi cái nhược điểm của CS, nói ưu thì phải có nhược anh chị. Cái nhược điểm của CS là cái gì mà nếu mà bây giờ Suzuki Việt Nam nó thay đổi thì CS nó sẽ bán được hơn rất nhiều, thì nhược điểm của CS nó nằm về ở công nghệ an toàn anh chị. CS thế hệ 2022 này, thế hệ 2022 Euro 5 đây chị, thì vẫn chưa được trang bị cân bằng điện tử, nó rất là tiếc, và vẫn hai túi khí. Thì đó là hai cái nhược điểm, nhưng mà ở trong cái tầm giá mà lăn bánh hiện tại dưới 600 triệu thì mình cũng không đòi hỏi gì thêm được trên một cái mẫu xe nhập Thái anh chị đó. Và tóm lại thì với cái nhu cầu sử dụng một cái dòng xe sedan cỡ B như thế này thì ai là người phù hợp nhất? Thì cái người phù hợp nhất để sở hữu cái xe Suzuki CS này đó anh chị, thì theo em là những cái anh bác tài chạy taxi Grab đó, là thường anh chị sẽ lấy cái màu trắng để vừa chạy kinh doanh và vừa chạy xe hoa đó. Và đối với cái xe này thì anh chị mình thấy nó có dáng trường xe rất là đẹp mắt, nên khi trang trí xe hoa thì cái xe này nó rất là bắt mắt nha anh chị, rất là bắt mắt. Em đã thấy rất là nhiều lần CS trang trí xe hoa, và đặc biệt là những anh chị miền Bắc làm xe hoa lên rất là đẹp. Còn đối với những anh chị ở miền Nam á, thì rất là nhiều anh chị ở Sài Gòn lại lựa chọn cái con Suzuki CS này để gắn cho nó cái biển vàng kinh doanh dịch vụ chạy Grab nè anh chị đó, chạy Grab, chạy taxi công nghệ. Nó lý do vì sao thì những anh đó lại chọn cái con CS này để kinh doanh dịch vụ Grab, thì những anh mà chọn CS này để kinh doanh anh chị, thì những anh đó hầu như rất là rành xe và họ sử dụng đúng cái nhu cầu đó. Nhu cầu để chạy kinh doanh taxi dịch vụ Grab là gì anh chị? Mình sẽ có một cái xe nhìn nó đẹp mắt một chút xíu, nó bề thế một chút xíu, khi mà khách họ book lại anh chị, họ thấy chiếc xe đẹp thì họ leo lên. Một số anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ mà còn đi những cái con xe nhỏ hạng A anh chị, như là i10 Modin hay là Fadin á, Modin hay Fadin á, thì khi mà khách họ book Grab á, khi mà chạy tới họ thấy cái xe nhỏ quá họ quỷ chí họ không đi luôn anh chị. Nên là CS bây giờ nó đang là một cái sự lựa chọn khá là tốt để mà chạy dịch vụ Grab đó, do là nó có một cái kích thước rộng, ngồi rất là thoải mái, do là nó có không gian nội thất lớn với phân khúc, rồi ít tiêu hao nhiên liệu đó, dịch vụ thì chỉ cần như thế anh chị, ngồi rộng ít tiêu hao nhiên liệu, rồi động cơ và hộp số bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000 km, nó cài vừa cho đã, không sợ gì hết, hư hỏng đã có hãng họ lo bảo hành rồi. Rồi chi phí thay thế phụ tùng rẻ. Suzuki ngày xưa anh chị cứ tưởng đâu là anh chị hồi ngày xưa anh chị, thì rất là nhiều anh chị nói rằng là Suzuki thay thế sửa chữa phụ tùng bảo dưỡng khó và mắc là có thật anh chị, nhưng mà cái đó chỉ là trước 2019, trước 2020 thôi, còn sau này thì nó đã thay đổi rất là nhiều rồi. Hiện tại thì CS thay thế phụ tùng sửa chữa bảo dưỡng đã rất là rẻ rồi đó, và đó là những cái yếu tố mà giúp cho cái mẫu xe CS này một tháng nó vẫn bán lai rai được vài chiếc, và vài chiếc đó thì rất là nhiều anh chị kinh doanh dịch vụ đã sở hữu rồi. Thì hiện tại đại lý Suzuki Đồng Hiệp bên em đang có con CS màu xám, và chiếc này hiện đang là chiếc CS màu xám độc quyền duy nhất tại khu vực phía Nam Việt Nam, không có đại lý nào còn cái CS màu xám nữa cả anh chị, trừ là Suzuki Đồng Hiệp Long An bên em, và kể cả nhà máy bây giờ cũng không có xe luôn, và chiếc này là chiếc duy nhất ở khu vực miền Nam. Anh chị nào đang tìm CS mới màu xám tại khu vực miền Nam thì hãy nhanh tay liên hệ với em Minh với số hotline trên góc màn hình nhé. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp tất cả anh chị trong video tiếp theo.